Tin giáo hội Việt Nam, họ đạo trà ếch siêu thị nghĩa tình không đồng. Mùa chay phục sinh vừa qua, trong cơn dịch bệnh, người nghèo khổ lại càng thêm khốn khổ. Đức giáo một giáo phận Cần Thơ đã thương yêu và quan tâm đến người nghèo nên chia sẻ gạo cho bà con nghèo các họ đạo trong giáo phận. Đây là hành động rất thiết thực và ý nghĩa, tạo niềm cảm hứng và động lực cho mọi người. Bắt chước gương sáng biết quan tâm giúp đỡ cho những người nghèo của vị chủ trang nhà thờ truyền giáo nhỏ bé trà ít lần đầu tiên cũng cố gắng hết sức và gói ghém cùng với ơn Chúa thương cho mở siêu thị tình nghĩa không đồng. Tuy là hành động nhỏ nhưng ý nghĩa to, nhất là ích lợi thiết thực cụ thể cho bà con. Cái đạt được lớn nhất là bà con rất vui khác lạ với những lần phát quà trước đây. Vì bà con vùng quê nghèo sâu xa này có được chút quà thì họ vui rồi, nhất là trong mùa dịch bệnh, kinh tế khó khăn này nữa. Quà là vui, nhưng vui hơn khi bà con cảm thấy được yêu thương, quan tâm, chăm sóc, được để ý tới. Khi đi siêu thị nghĩa tình không đồng, bà con được chọn lựa những gì mình thích. Cảm giác mình làm chủ, mình quyết định, lấy món này, bỏ món kia, giống như mình đi chợ mua sắm. Bà con hoàn toàn chủ động, chứ không bị động chỉ biết nhận như mọi lần đây là điều rất nhân văn rất quý có thể nói là vô giá đó là cách cho quan trọng hơn là của cho đáp ứng đúng nhu cầu sở thích của bà con người cần trứng thì lấy trứng nhiều người cần dầu ăn thì lấy dầu ăn nhiều rất hợp lý gia đình thì ít gia đình thì nhiều chứ không cào bằng các phần quà như trước kia bà con cùng đi chung, sắc giỏ như đi chợ, xôn tụ và vui vẻ. Có tình đoàn kết, dù dịch bệnh, nên đứng cách xa nhau 2 mét nhưng vẫn vui. Đây có lẽ là mô hình mới và rất thiết thực. Ước mong việc làm này được nhân rộng khắp nơi, để tình thương của Chúa được lan tỏa và giúp đỡ được cách cụ thể cho bà con nghèo khó.